cầu xin trời Phật phù hộ cho thằng con của con nó đừng mù quáng mà phải trả giá. Nam mô A Di Đà Phật. Ủa em, em gặp chuyện gì vậy? Sao kêu anh về gấp vậy? Đâu có gì đâu, chỉ là em thấy nhớ anh quá thôi. Em à, mày có nhà không? Khương ơi, Khương, thôi em. Cái gì vậy anh? Bây giờ vẫn còn sớm mà, anh cảm thấy có cái gì đó không ổn. Thôi để lúc khác nha. Em không muốn quan tâm chuyện gì nữa hết á. Nhưng mà anh đừng có nói nhiều nữa. Con được như vậy nữa, quả báo đó con à. Sao con làm như vậy chứ? Đó là vợ của em con mà. Sợ chị ta biết hả? Em nói nhỏ thôi, nói lớn quá Tuệ nghe bây giờ. Để từ từ anh tính. Từ từ anh tính hả? Từ từ đến bao giờ? Mà anh tính xử trí chuyện này ra sao? Em sao cứ làm rối lên vậy? Em để em tính được không? Em làm rối lên là em thiệt đó. Anh, đây, qua đây. Anh làm cái gì vậy? Gì hết hồn vậy? Anh phải hết sức cẩn thận đó nghe. Tôi hả? Anh là người đàn ông thành đạt đủ mọi mặt, nhưng mà không thoát khỏi lưới trời đâu. Ma nữ sẽ có ngày hại anh đó. Ông nói tôi? Đường âm mất hoàn toàn, phúc lộc sẽ từ đó mà đi. Gì đâu năm trên không, ăn nói lèm bè mị bạ. Ngon lắm, ăn đi anh. Anh, bây giờ mình ăn trước hay nhậu anh?
Sao vậy? Sao tự nhiên ngồi bận thần vậy? Ăn đi. Ủa, có hai vợ chồng mà sao em bày đồ ăn chi nhiều cho tốn kém vậy? Có gì đâu. Tại thấy anh hồi này ăn uống kém, cho nên em phải làm nhiều món như vậy nè, để anh nhìn bắt mắt anh mới chịu ăn. Anh thương em, anh thương con, anh phải ráng ăn vô cho có sức khỏe chứ. Ăn đi. Anh là người đàn ông thành đạt đủ mọi mặt, nhưng mà không thoát khỏi lưới trời đâu. Ma nữ sẽ có ngày hại anh đó. Anh, anh sao vậy? Ăn đi. Bộ có chuyện gì hả? À, không có. Đang suy nghĩ chuyện làm ăn, gặp rắc rối chút đỉnh à. Vậy hả? Anh phải ráng ăn vô. Thương em thương con thì anh phải ráng ăn nha. Ăn mới có sức làm việc chứ. Anh mà đổ bệnh rồi á thì em không biết làm sao đó. Đường âm mất hoàn toàn, phúc lộc sẽ từ đó mà đi. Anh sao vậy? Em hả? Em biết chỗ nào coi bói hay không? Đừng nói với em là anh đi coi bói nghe. Đúng rồi. Tại vì công ty đang bị vướng một số việc, cho nên anh muốn đi coi để biết cái hướng giải quyết như thế nào cho người ta chỉ mình. Đúng rồi. Vậy là phải cần gặp thầy hay giải mới được. Em mới được tụi nó nói á, có một chỗ coi bói rất là hay. Vậy hả? Ai coi cũng trúng hết á. Mà em chưa có thời gian để em đi. Không ấy, để em lấy số điện thoại rồi em cho anh. Mà ở đâu? Ở đâu? Ở quận Bình Thạnh á. Quận Bình Thạnh? Thầy coi hay lắm. Em có số của thầy rồi. Anh ăn đi. Một chút rồi em đưa số của thầy cho anh đi coi. Vậy ha. Xém chút nữa là quên ly rượu bổ dưỡng của anh rồi. Thiệt tình. Đây, ta nói ăn cái món gà này nha, uống ly rượu vô nhâm nhi nó mới ngon. Rót đầy ly chứ. Uống đi anh. Uống đi. Thương em uống đi mà. Ăn đi. Uống rượu bổ mà làm như uống thuốc độc vậy đó. Tự nhiên qua đây chi? Trời ơi, từ từ anh tính. Em khùng quá. Mẹ ở đây. Hả? Lên phòng, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ, sao tự nhiên đêm hôm mẹ qua đây chi vậy mẹ? Khuya rồi. Khuya thì khuya. Đi lên phòng, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Đi. Dạ. Đây chi vậy? Lúc nãy con tưởng mẹ là ai? Dạ không. Lúc đó con đang mới ngủ mà, nên con nói lung tung thôi. Con tính gian dối với mẹ tới bao giờ đây? Mẹ đã biết mọi chuyện của con với con Trâm rồi. Bây giờ con tính sao đây? Hay cứ nhắm mắt đâm đầu tiếp diễn như vậy cho tới khi nào con tụi nó phát hiện ra rồi và cái nhà này tan nát phải không con? Mẹ,
Không có chuyện này đâu mẹ. Cô đừng có cãi mẹ. Mẹ tuy già nhưng mắt mẹ không có đuôi đâu. Chỉ có con Tuệ nó hiền lành, nó quá tin tưởng con, cho nên nó chưa nhận ra điều đó. Chứ con và con Trâm cặp kè với nhau, con tưởng mẹ không biết hay sao? Mẹ, mẹ phải tin con chứ. Phải, mẹ rất tin tưởng con. Cho đến lúc mẹ thấy tụi bay ôm ấp nhau trên sân thượng, con Tuệ nó cũng đã biết con Trâm ngoại tình. Cũng may cho mày là con Tuệ nó chỉ phát hiện ra con Trâm mà nó không thấy mày đó. Chứ nếu mà nó thấy mày thì bà mẹ này chỉ có nước mà đi chết. Chết vì nhục có con biết chưa? Mày chỉ dỗ qua mặt được vợ mày chứ không thể nào qua mặt được mẹ mày đâu. Chuyện mày với con Trâm chứng cứ rành rành ra đó mà còn muốn cãi lại hả? Mày không ngờ con lại dám làm điều tác tệ như vậy. Cũng may là vợ mày với thằng em của mày chưa có biết. Khương à, mày không thương vợ, thương em mày sao? Hả? Mày tính giải quyết chuyện này ra sao? Hả con? Mẹ tưởng đâu mày xót, mày thương em của mày chứ. Mày muốn thằng em tội nghiệp của mày có vợ có con như người ta, nhưng chẳng qua mày lợi dụng nó. Mày ác với em mày, mày ác với vợ mày, ác với mẹ mày nữa. Nếu ba mày mà chưa chết vì bệnh tim, chắc ông chết vì mày. Ông về mày, ông dở tim mà chết con ơi. Mẹ, mày đừng có nói vậy nữa được không? Con cũng đang đau hết đầu đây. Không lẽ mẹ tưởng con sung sướng lắm hả? Ai xúi ai biểu mày? Là do chính mày hết. Mày đưa con Trâm về, giả vờ kiếm vợ cho em của mày, hóa ra là chỉ để che mắt thiên hạ, che mắt cả nhà, dựa vào cái đám cưới của thằng em để mày và con Trâm dễ dàng dụng trộm. Khương ơi, sao con dám làm chuyện tài đình như vậy hả con? Hả? Mày không sợ người sống thì mày cũng phải sợ ba mày, sợ tổ tiên mày phạt mày chứ. Bây giờ con mệt lắm rồi. Giờ chuyện đã vậy rồi, giờ thì mày có trách có mắng gì con thì chuyện cũng vậy rồi. Giờ túm lại, mày muốn con phải làm sao? Mày nói luôn đi. Chấm dứt ngay chuyện đi. Con cũng muốn chấm dứt đây, nhưng mà con chưa nghĩ ra cách. Vấn đề là do mày hết, mày có quyết tâm hay không? Nhưng mẹ nói cho mày biết, mày không thể bỏ con Tuệ mà lấy con Trâm trừ khi tao chết. Thì đúng rồi, từ trước giờ con cũng chưa bao giờ có ý định bỏ Tuệ đâu. Mày phải chấm dứt ngay, đuổi con Trâm ra khỏi nhà. Vì dù sao nó cũng không hề yêu thương em mày, nó chỉ là vợ của thằng Bấn trên danh nghĩa thôi. Không được đâu mẹ. Tại sao lại không được? Mẹ quên là cổ đang có bầu với con hả? Mẹ có thể không chấp nhận Trâm, nhưng mà đứa con trong bụng của cổ là con của con, là cháu đích tôn của mẹ đó. Mày không để nó đi thì trước sau gì con Tuệ nó cũng phát hiện ra. Con Tuệ nó hiền lành tốt bụng, mày không còn coi nó là con dâu nữa mà thương nó như là con ruột của mình vậy. Nếu như nó phát hiện ra thì cái nhà này như thế nào? Có phải là tan nát hay không? Có phải là con Tuệ bị tổn thương hay không? Bây giờ mẹ có nói sao đi chăng nữa thì cũng không thể nào đuổi Trâm đi được. Đằng nào cũng lỡ rồi, con làm sao có thể mà vô trách nhiệm với giọng máu của con được. Mẹ, nếu mà mẹ sợ gia đình này tan nát đó, thì mẹ giúp con chuyện này đi nha. Mẹ hãy giúp con giữ kín chuyện này với Tuệ nha. Đừng nói với cổ. Đến khi nào mà Trâm mẹ tròn con vuông, khi đó thì mình tính tiếp. Mày đang bắt mẹ mày làm cái gì trái với luân thường đạo lý sao Khương? Mày không thể che giấu cho mày được nữa. Nếu mày tiếp tục cặp kè làm cái chuyện luôn luôn đó đâu, mẹ không thể giả đuôi, giả điếc, giả câm. Con biết con làm như vậy là mẹ đau lòng lắm không Khương? Con biết. Con xin lỗi mẹ mà. Con xin lỗi mẹ. Nhưng mà bây giờ thì coi như mẹ làm chuyện đó vì con đi. Nha mẹ, con hứa với mẹ, con sẽ hạn chế tối đa việc gặp Trâm nha, cho tới khi nào cổ sinh nở xong rồi mới tính nha. Nha mẹ. Trời ơi, ông ơi là ông
mang tôi đi theo ông luôn đi. Tôi không muốn sống nữa. Tôi chết, mẹ, tôi chết. Mẹ, con đã dựa lòng. Thôi được rồi mẹ. Mẹ, mẹ đừng làm con sợ mà. Cảm ơn em. Ăn có ngon không? Vô ngồi xuống ăn luôn đi. Xích ra một chút coi. Vợ ăn sáng đi. Ngon quá. Bún thì chua, nước dùng thì hôi mùi xương. Nóng vậy ai mà ăn được. Anh ăn thấy ngon mà. Nhưng mà em không thấy ngon. Anh hai yên tâm đi, giờ chăm không ăn, để em ăn cho. Ngon quá. Bấn, có sao không? Trời ơi, nóng quá. Bấn ơi, em có làm sao không? Người gì đâu mà hỗn độn dữ vậy? Đoạn dây tới miệng còn không ăn được nữa. Còn làm dơ hết đồ người khác nè. Thôi đừng có la nó nữa. Trời nóng quá. Em có sao không? Có nóng lắm không? Thôi không khóc nữa. Bân, em lên lầu thay đồ đi, rồi chị hai nấu tô khác cho. Dạ. Đứng dậy. Nhớ đi ngang phòng mẹ kêu mẹ xuống ăn luôn nha. Dạ. Nóng quá. Nóng. Nóng vậy mà. Cô ăn bún không được thì chờ một chút tôi chiên trứng cho cô ăn. Em làm như vậy làm bữa sáng ăn mất ngon hả? Mẹ nói cả nhà ăn vui vẻ, mẹ ăn chay không có xuống đâu. Chị biết rồi. Bữa nay mày đặt ăn chay nữa. Ăn chay mấy bữa lăn ra bệnh ai phục vụ cho được. Em quá đáng rồi nha. Nói vậy mà nghe được hả? Em nói có sai không? Em nói đúng mà. Cô im đi. Sáng sớm là đủ thứ chuyện. Bực mình. Thấy mắt ghét. Người gì đâu tóc dài khó ưa. Biết tóc dài lắm không? Thầy. Gì? Còn ít tóc đầu hói mà thầy nói tóc dài đâu ra? Biết. Biết cái đầu anh hói rồi. Tôi đâu nói anh. Thầy nói ai? Tôi nói tới cái ma nữ ở sau lưng anh kìa. Trời đất ơi. Ma nữ hả? Ma gì đâu mà tóc dài. Thì ghét. Thầy có cách nào thầy giúp con nghe thầy? Muốn tôi giúp là phải nhất nhất nghe lời tôi. Hiểu chưa? Dạ. Dạ. Phải nghe lời tôi. Dạ. Anh nghe lời tôi thì cái gì cũng xong hết á. Dạ nghe lời. Ừ. Bây giờ anh ngồi ở đây, tôi đi ra ngoài để lấy bùa trừ ma cho anh, nghe không? Dạ, dạ. Ngồi đây nghe. Ghét lắm nghe. Nghe. Trời ơi, thầy. Thầy ơi. Gì? Thầy chơi cái trò ngày xưa như thời Trung Cổ rồi thầy. Gì? Cột lại rồi lấy roi quánh hả thầy? Trời ơi, anh bị điên hả? Anh rảnh quá à. Chứ gì vậy thầy? Đây là cái bùa. Cái bùa tôi lấy ra, trong đây là tôi ẻn rồi. Tôi đập thần chú hết rồi. Gì vậy? Anh lấy cái bùa này ha. Anh về, anh thắt vô cái bụng của anh. Bụng vậy hả thầy? Ừ. Anh hãy nhớ là quấn quanh bụng nghe. Không được quấn chỗ nào khác nghe. Dưới chân không được hả thầy? Trời ơi, tôi đã nói là quấn quanh bụng. Tôi dạ. Có nói là quấn chân không? Nghe không? Có như vậy nó mới không có nhập vào cái tâm, cái mắt của anh. Nó không có bắt cái hồn của anh được. Anh hiểu không? Ui, dạ. Con ma nữ này nó ghê lắm. Anh mà sơ sẩy là nó nhập vào cái tâm, vô mắt của anh. Và nó bắt cái hồn của anh đó. Trời ơi, ghê quá thầy. Ừ. Vậy là lúc nào cũng phải đeo cái này hả thầy? Quấn suốt luôn, 24 tiếng trên 24 tiếng.
Vậy hả? Quấn vô. Ừ, vậy đó đúng rồi. Ừ. Dạ. Vậy là xong rồi hả luật sư? Mọi thủ tục sang tên tài sản như vậy là xong. Chúc mừng chị nha. Dạ cảm ơn luật sư. Dạ tôi xin phép. Alo. Dạ. Tôi nghe nè thầy. Bác nữ biết nghe. Xử lý ông chồng của nữ xong hết. Dạ. Rồi yên tâm ha. Dạ cảm ơn thầy nhiều lắm. Ừ. Dạ chào thầy. Dạ.